Thử thách đọc bản tin thời sự phần 3 bắt đầu. Bộ Y tế sáng 28 tháng 3 ghi nhận 4 ca dương tính nCoV đều là người nhập cảnh và được cách ly ngay tại Tây Ninh và Bắc Ninh. Còn trên thế giới, dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, hiện có trên 127,2 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 2,78 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19 vẫn là Mỹ, Brazil và Ấn Độ.